Dạ em xin chào tất cả các ngân thủ đã quay trở lại với video mới của em. Thì tối hôm nay nha, em gửi đến các anh cần câu tay lóng ngắn, cần câu tay lóng dài đều có. Kèm theo đó là những mẫu cần ISO khen bé và một cây cần câu Fly 4 khúc Shimano xoắn ít, một cây cần câu lục đánh xa bờ 4m25 cứng 35 nha. Rồi thì phụ kiện hồi sáng em có lên, anh nào có nhu cầu cứ vào kênh em bấm video số 408 ha. Còn kỳ này là kỳ số 409. Rồi thì anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo số điện thoại có ghim trên góc trái màn hình giúp em. Bên em thì vận chuyển giao hàng được đồng kiểm với shipper nha. Đầu tiên em gửi đến các một cây cần đẹp. Em mới về cây này nữa nè. Lóng ngắn 36. Cần này là một cái phôi carbon rod nha, đến từ hãng Gold Feeling có tem vàng. Đấy, hàng còn khá đẹp ca. Tay được làm nhám nè, để kim loại có thể vặn ra được nè. Hiện tại có nắp chụp luôn ha. Thì những cái cần câu tay á, nó về đa phần là nó không có, em sẽ hỗ trợ cho các anh nắp chụp đầy đủ nha. Còn không có nắp chụp thì em sẽ tặng cho các túi vải. Rồi, có nó ngọn là ngọn đặc. Cái này ra thẳng lắm các anh. Lóng ngắn tiện lợi cho các anh mang đi câu. Phôi cái này là phôi carbon xoắn nội, nội găng, nội văn ha. Đó, nó xoắn như vậy, to đẹp. Tiện lợi đi câu thì các anh có thể mang đi cốp xe, vali, túi sách nè. Ha. Rất là tiện lợi cho những cây này. Ra rất là thẳng luôn cây này ha. Ô, này độ cứng ok đấy. Độ cứng 3 đến 3.5H nè. Độ cứng này có độ này nè. Cần đa thẳng nè. Và trọng lượng đặc biệt là nó nhẹ. Cái này thì em đo thông số rồi. Ngọn 1.7, trọng lượng là 99g các anh. Chiều dài thu gọn nha. Rồi, cho nó 54cm. Thu gọn 54cm. Cho em mã số 1, em bán 590 cho cây này nha. Đây là cần carbon các anh. Cần fib thì nó rẻ hơn. Chơi cần fib thì nó sẽ mềm. Nó mềm nhũn hơn. Và nó nặng hơn nha. Và gốc nó sẽ to hơn. Đây là cần carbon. Mã số 1, 590. Rồi, sang mã số 2, em gửi đến các anh một cây 36 lóng dài. Đây, mẫu lóng dài nha. Lóng dài thì khoảng trên dưới 1 mét. Cái cần này hạng siêu star. Góc nhỏ, tay cầm được làm nhám đen, đỡ trơn tay, phôi là xoắn nè. Đấy. 36, đây là hàng nội địa Nhật luôn. Có ngọn cần là ngọn đặc cho mình. Này, nước sơn sáng đẹp. Tháp long phụng nha. Cái này nó có tháp long phụng tại đây. Đó. Cần đẹp chưa? Đẹp nha. Nước sơn sáng bên trong. Rồi, cái này ra cần thẳng và độ cứng của nó cũng khoảng 3 đến 3.5H. Đủ để cho các anh câu rô giết đánh chép rô phi tự nhiên. Ngọn cần 0.7 ly, trọng lượng là 85g. Mã số 2 em bán 608. Số 2 680k. Em sang số 3, em có một cây lóng ngắn đẹp. Cái cần này của hãng Alpha Tecker, hàng Korea xuất Nhật. Đẹp nha, rất bóng ở đây luôn. Và đặc biệt em cầm lên cảm giác nó nhẹ lắm cả. Cây 36 này trọng lượng hiện tại là 106g. Hàng có tem vàng đầy đủ. Đẹp ha. Lóng nó nè. Đây có xước à. Xước nhẹ nước sơn thôi nha các anh. Không phải bị dập đâu, xước thôi. Ngọn của cần là ngọn đặc. Lóng 2. Phôi sẵn. Lóng 3. Lóng 4. Lóng 5. Lóng 6. Lóng 7 và lóng 8. Cần không lội nha. Cái này ra cần thẳng lắm các anh. Để em xem độ cứng. Ồ quá cứng luôn. Cái này 3 đến 4H các anh. Cái này ngon, cái này rất là thẳng. Độ cứng này cao nữa bởi vì nó 3-4H. Ngọn 0.7 ly, trọng lượng 106g. Thu gọn là bao nhiêu đây? Hơn 55cm nha. Khoảng 55,5. Em bán với giá 508. Mã số 3 508. Em sang số 4 là một cây lóng dài. Đây lóng dài. Hơn 1m1 lần cây này à. Cây này là dài 3m9. Lóng góc nhỏ. Góc nhỏ dễ cầm lắm à. Chiều dài 3m9, hàng còn tem vàng đầy đủ. Chất liệu carbon xoắn. Độ cứng là 3. Độ cứng 3H đó. Đẹp ha, độ mới còn cao cho cây này luôn. Sáng lắm. Ngọn cần là ngọn đặc, vặn còn đầu dù đẹp.
Đây, ngọn sợi thủy tinh nè các anh. Đây, đẹp luôn, sợi thủy tinh rất là dài. Phôi là phôi carbon. Đấy, ngon là cứng 3H ạ. À. Đường kính ngọn cần là 0.7, trọng lượng 92g. Giá là 680 nha. Cho em mã số 4, 680 cho cây này. Cần câu tay đơn đài. Rồi sang mã 5 em gửi đến canh một cây 4m5 của thương hiệu Suzumi, hàng Nhật. Hàng này thì nó sản xuất là tại bên Hàn Quốc nha. Korea này, có tem vàng này. Lóng ngắn, đế còn nguyên vẹn luôn các. Đấy. Xíu sơ sơ nhẹ nhẹ ở đây ha. Ồ, ngọn của nó là ngọn đặc và được người dùng họ cuốn trị. Cuốn trị các. Người dùng họ cuốn trị một nửa ở đây. Để cho nó đỡ, nó chống sóc, nó đỡ, nó câu nó bền hơn tí. 4m5, phôi sẵn. Độ mới cũng khoảng cho 80 đi các. 80 là ngon rồi, nó có sức nhẹ nhẹ thôi. Chút sơn thôi, không đến vấn đề gì hết. Cái này cứng 3.5H ạ. À. 4m5, ngọn 0.9 ly, trọng lượng là 138g các anh. Cái này em có chiều dài thu gọn là 55cm nha. Mã số 5, giá là 650, số 5 650k. Rồi sang số 6 nè, cái này nó xước nhiều nè. Một cây lóng dài 4m5 các anh. Xước nhiều ha, đây, xước đây. Đây, nhem nhem thôi, để xa thì nó ít thấy hơn. Cái này là một cây dài 4m5 có độ cứng 4-5H. Ngọn cần là 1.8 ly các anh. Đây ngọn đẹp. Phôi sẵn cho mình luôn. Phôi của nó nước sơn là màu ghi đen các. Màu đen ha, màu ghi đen đen. Bên trong màu đen hết nè. Bên dưới thì nó sơn màu nè. Phôi sẵn nha, đây các anh thấy sẵn không? Cái điểm sẵn đây nè. Nó sơn màu mà nó vẫn còn thấy điểm sẵn. Cái này đa cần thẳng, cứng là 4-5H. Cần thì nó cụ theo thời gian nha. Trọng lượng là 190g. Em bán cái này là 590. Lóng dài ạ. À. Cho em mã số 6 nha, 590.000. Em sang mã 7 gửi đến canh một cây cần Rozon Cat. Rozon Cat. Cái cần này dài 6m3 lận cơ. 6m3. Cần carbon, bên dưới có cái khoen để cán buộc bảo hiểm nè. Tay thì được làm nhám ha, có tem vàng. Phôi cần là phôi sắn rồi nè, full sắn toàn thân luôn. Cần này cũng độ cứng khá là ổn định đó các anh. Cái này độ cứng là 3-4H. Ngọn cần là ngọn sợi thủy tinh đặc ha. Một mẫu đóng dài các anh. Về vậy rô giết đánh chép trôi rô phi ha. Đó, lóng ngắn chứ, em nhầm cái mẫu này mẫu lóng ngắn. Cần thì nó dài, 6m3, đa cần thẳng. Ngọn cần là 0.9 ly đó các anh. Còn trọng lượng là 211g. Cái này ngọn gần 1 ly. Còn thu gọn là 69cm ạ. À. Em bán cái này là 550. Mã số 7, 550k. Sang số 8 em gửi đến cái một cây lóng dài ha. Lóng dài có thể đánh cá lớn cũng được nè. Cá nhỏ, cá lớn cũng có cảm giác tốt. Cái cần này thì của hãng Ryobi. Chiều dài cần là 5m4. Hàng nội địa Nhật có tem vàng. Cái này xấu một điểm chỗ này. Nó có sức cả ở đây ha. Đây, cái chỗ này nó xấu. Còn tất cả còn lại thì ok. Bên dưới đế nó người ta có một cái khoen buộc bảo hiểm nè. Tay cầm cuốn chỉ, cuốn dây may. Hàng Nhật Bản nha. Này, nó cuốn dây may rất là chất lượng nha. Rồi. Phôi là phôi sắn toàn thân, đầu lóng ngọn thì rất là ok, không bị lỗi lầm. Khá là dày cho cái phôi, cứng lắm các anh, cứng lắm. Cái này ngọn đặc ạ, à. Ngọn đặc nha. Nguyên cái ngọn dài đặc luôn. Nước sơn là chủ đạo là màu nâu, màu nâu theo bạn đời cũ. Đã cần thẳng tốt cho mình luôn. Cái này độ cứng của nó là khoảng 3.54H các anh. Dài 5m4, cứng 3.54H. Đường kính ngọn 0.9 ly, ngọn đặc,
trọng lượng 220g. Giá em này sẽ là 750. Mã cần số 8 750k, lóng dài các anh. Rồi sang số 9 là một mẫu lóng ngắn ha. Đây lóng ngắn chế độ zoom. Cái này đi kèm túi vải nguyên bản của nó luôn. Đây là túi Suzumi các anh. Suzumi đây, Suzumi ha. Cần này chế độ zoom 3 các anh. Đây, cái này dài 5m3 này. Và có thể câu 4m8 và 4m5. Rồi, bên dưới nó độ một cái dây để buộc bảo hiểm đây. Tay cầm. Suzumi nhá, Suzumi. Cần thì đã qua sử dụng, nó sẽ có xước nhẹ nhẹ, lông mèo nhem nhem tí ha, bên ngoài. Nè, cái lóng này. Lóng zoom có xước này ha. Nó cái này là do nó dính cát, nó lười vệ sinh, nó không có chăm vệ sinh, nó dính cát, nó đẩy ra đẩy vào nó dính bụi, nó bị xước nước sơn. Đây, ngọn cần là ngọn đặc. Được sơn màu bạc luôn nhé. Đấy. Ra cần thẳng tốt cho mình. Được cái là nó có chế độ zoom cả. Này thẳng lắm. Cứng thì cho nó cứng khoảng 3H. Cần này thì các anh có thể về mình câu rô giết và câu mương suối nha. Cá mương, cá suối. Đường kính ngọn 0.7 ly, trọng lượng là 149g. À, thu gọn là 53cm ca. Độ cứng là khoảng 3H, 2.53H. Giá em này sẽ là 690k. Rồi cho em mã số là số 9, 690.000. Rồi sang mã số 10 ạ. Số 10 em gửi đến cái một cây cần câu tay đơn đài, câu dịch vụ tự nhiên cũng được luôn nha. Cái này thì độ cứng nó cao hơn. Cứng cây này là 5H. Đây, chiều dài 6m3, hạng Hirabuna. Cần thì cắp bô Sibeso, phôi là phôi xoắn toàn thân. Bản xuất xứ là Hàn Quốc, xuất thị trường Nhật nha. À, cái này là bản Hàn Quốc, Made in Korea. Bên dưới nó có một cái đế kim loại và có lỗ thoát nước. Cái đây là thì các anh có thể lôi ra để buộc bảo hiểm ha. Thu gọn lóng này là 1m2 các anh. Có đi kèm nắp chụp đầy đủ. Ngọn dài đẹp, độ lóng thì có 6 lóng cho mình. 6 lóng. Ngọn carbon xoắn nhé, xoắn hết, cây này là xoắn toàn thân. Đã cẩn thận lắm các anh, cái này thì chuyên cho các anh câu đơn đài rồi, có thể đánh cá lớn được thoải mái, cá nhỏ thì thoải mái luôn rồi. Cái này đường kính ngọn cần hiện đại là 1.3 ly, trọng lượng 220g. Cho em mã số 10 nhé. Đây mã số 10 giá 1.050.000. Số 11050. Rồi sang cần câu máy nhé. Mã 11 em gửi đến cái một cây ISO khen bé nè. ISO khen bé này thì có chiều dài là 3m6. Chất liệu là chất liệu phíp nha. Dàn khen bát của nó là khen bát Fuji Nhật hết. Rồi để em tính cân trọng lượng nhé. Trọng lượng của cây cần là 223g các anh. 223. Độ mới còn cao, đẹp lắm. Bát Fuji nè. Đấy, ngon chưa? Dàn khen Fuji luôn. Loại xứ xám hết. Cái này thì về các anh câu đơn đài trợ máy, câu gần ISO, câu tráp hành nâu gì, câu bè, câu hạ tay. Là hạ làm cần câu tay đó. ISO khen bé. Cần này có tổng cộng là 4 lóng, hiện tại cần đai rất là thẳng. Độ cứng của nó là độ cứng trên 2 nha. Trên 2. Rồi. Trọng lượng lúc nãy em báo rồi. Cái ngọn của nó là 1.6 ly các anh. Ngọn khá là to. Cho em bán cây này với giá là 270.000. Mã 11 nhé. 270. Em sang mã 12. 12 em gửi đến cái một cây cần 4m5. Highway tỷ fishing rod. Cái cần này nó có chất liệu carbon bên trong nha. Rồi. Bát của cần là bát hạng. Khoen cũng là khoen hạng luôn. Bát này bát gập. Khoen là khoen hạng. Còn sáng đẹp nha, không lỗi lầm, có thể dòng cá to được. Chép 3 đến 5 cân cũng dòng được nha các anh nha. Miễn sao các anh câu đơn là được. Các anh đừng có mang cái này về câu lục nha. Cái này là khi mà đóng cá là nó giống cần câu tay. Nó cong vút cho mình.
Đây, nước sơn còn đẹp đẽ bên trong luôn. Và càng đa cũng tương đối ok. Độ cứng của nó sẽ khoảng chừng là độ cứng 1. Càng này anh nào á, thích câu cảm giác thì lấy cây này. Rồi, đợi em tí em cân trọng lượng ha. Trọng lượng của cần hiện tại là 305g. 305. Với đường kính ngọn là to, đường kính ngọn 1.9 ly lận. Cái này thì với giá bán là 250. Mã 12 250k. Em sang 13 gửi đến canh một cây gốc to. Cái gốc to này là một cây vạn năng nha, phôi phíp Nhật. Cái cần này dài 5m4, độ cứng ghi sẵn là độ cứng 2. Bát to nè, bát Fuji FS7. Bát này gắn máy to được. Đó. Rồi, dàn khuyên cần là Fuji loại xứ xám hết nha, cho các anh xem luôn. Xứ xám hết. Tổng bên trên thì có 3 khuyên chạy nè. Nước sơn của cần là màu nâu và được làm nhám hết. Cái này nó làm nước sơn mờ. Đấy, nước sơn mờ. Nếu mà có xước thì nó rất là dễ thấy ha. À, em mời các xem nó đẹp à. Đấy. Đẹp chưa? Ok chưa? Đấy. Quá ngon. Cái này gốc to nha, gốc to. Ngọn là 2 ly, trọng lượng 437g. Em bán với giá là cái này bán 300 đi nha. Cho em mã 13, hôm nay 300. Rồi sang 14 gửi đến canh cần câu iso carbon, chất liệu carbon nha. Cần này hơi cũ, em để giá thấp, để giá sale thanh lý cho các anh về dùng. Anh nào muốn hạ làm cần câu tay về, mình câu sướng luôn. Và rất là lời ha. Cái cần này dài 5m3, độ cứng 1.5, master. Hàng có tem vàng đầy đủ. Cái này thì có cái bát gập và bát hạng nè, còn dùng tốt nha. Các anh thấy phần keo chỉ của nó không? Rất là bền nha. Nước sơn của nó thì đi xuống thôi, nhưng mà cái đế này nó không có chống xuống đất, không bị ăn mòn nè ha. Đấy, ở đây mắc cái phần gọi là phần lớp bóng 2K đi ha. Lớp bóng 2K nó ố vàng vậy nè. Cái màu nước sơn của nó như vậy. Kệ nó, phôi không lỗi là được. Và cái dàn khuyên của nó là dàn khuyên hạng ha. Khuyên này khuyên thường, khuyên inox của nó. Đấy. Rồi, bên trên thì có 4 khuyên chạy nha. Chứng tỏ thì nó còn ngon lành. Cho cây này ngọn thì nước sơn còn sáng nè. À, nước sơn sáng canh. À, đầu lóng xanh. Phôi bên trong là màu bạc ghi. Màu ghi bạc đi. Để em xem độ cứng nó bao nhiêu cái này. Cái này nó ghi 1.5, nếu mà hạ tay thì cũng được 3H nha. Đó. À, tay thì cũng được 3H. Bởi vì nó gánh cái khoen nhiều á ha. Rồi, ngọn là 1.6 ly, trọng lượng 308 g. Mã số 14. Giá em này là 290. 14 290.000, một cái carbon bằng giá căn phíp. Rồi sang 15 gửi đến các anh cần cao cấp của ISO nha. Cái này của thương hiệu Daiwa rồi, đi kèm là túi vải luôn, nắp chụp đi kèm hết ha. Đây Daiwa các anh. Còn đẹp nha, cái này là hàng tốt. Đây, em mời các anh xem cây Daiwa Pro ISO Imbersa, dài 5m3, cứng 1.2. Một cây ISO game thiết kế bởi Fukase Model. Đây, nó ghi ở đây. Đó. Hàng nội địa Nhật có tem, có mã code nha, và tem vàng nằm bên dưới nè. Cây cần Daiwa. Bát gặp Fuji NS6, bát này chống rỉ kháng mặn tốt ha. Phôi thì nước sơn bên trên thì sẽ có vài điểm xước xước ở đây, bởi vì nó câu qua rồi nó cũng có xước. Cái này thì hỗ trợ cái nắp chụp nè. Rồi, cái này nó có công nghệ Vitron của Daiwa nha. Ở đây nó bám cái gì đó cứng cứng ở đây này các anh nha. Các anh có thể về cạo ra, nó không phải bị xước, nó bám cái gì dính vào đây khô rồi, nó khô rồi. Đầu lóng nó đóng chống nổ nè. Và dàn khoen của cần là Fuji loại xứ xích hết. Xứ xích hết nha. Này, cần này hiện tại là còn nguyên lắm các anh. 4 khuyên chạy lận ha. Đó, 4 khuyên chạy lận. Ngọn của cần là ngọn đặc các anh. Tháp lông phụng tại đây nè. Nó tháp rất là mượt ha. Nó không có điểm gồ ghề thô bạo giống như những cái cần phíp. Này, cái phôi nó sắn nổi đẹp lắm. Này, dài, ngọn của rất là dài luôn. Ra ngoài kia thì khoảng chơ hơn mét luôn ha. Đó, ISO khen bé, anh nào chuyên chơi ISO thì các anh sẽ biết cái độ cứng của nó em báo là bao nhiêu. Cái này độ cứng hiện tại là 1.2, càng đa thẳng nha.
Rồi, em bán với giá là thấp nhất rồi đó, thấp nhất có thể rồi các. Cái này em bán 1.150.000 nha. À, từ từ em đo trọng lượng, em cân trọng lượng, em quên. Cái cân này trọng lượng hiện tại là 192g các. 192. Còn đường kính ngọn là ngọn đặc. Ngọn cái này hiện tại là 0.8 ly. Rồi, cho em mã số là 15 nha. 1150k. Em sang 16 này, mã 16 có một cây ISO Nissin có đi kèm túi vải đen luôn các. Đây, thương hiệu Nissin nhé. Nissin, hàng nội địa Nhật Bản, thiết kế, sản xuất luôn. Cái cần này được làm màu nhám và màu bóng. Chiều dài 5m3, độ cứng 1, hàng có tem vàng chuẩn Nhật nha. Cần này bát gặp Fuji NS6 luôn nè các anh. Cũng là chống rỉ kháng mặn tốt. Ở phần này nó mắc màu thôi, mắc sơn thôi. Nó sơn, nó phụ sơn lên phần keo ha. Nói chung là hiện tại là không lỗi lầm. Nước sơn còn bóng nè. Bên trên này cũng còn đẹp luôn. Nắp chụp đẹp ha, nắp chụp này nó xịn hơn cái nắp chụp Fuji STC luôn nè. Đây là nắp chụp Fuji luôn nhá. Rồi, dàn khuyên cần sẽ là có hai dòng. Đây là zin nguyên bản của nó. Nè, hai dòng, bên trên là dòng khuyên cao cấp hơn và có sứ sứ xích ha. Ở bên dưới là làm inox kim loại gì đó ha, sứ xích luôn. Còn cái đầu cây này của cây này thì nó đã dùng qua. Nó có cái này là nó giống như nó bôi keo vào các. Hôm bữa em có một cây bán rồi các, cũng như vậy nè. Đó, hai khuyên chạy nè. Ở bên trên ngọn thì có ba khuyên nha. Đó. Sứ thì còn đầy đủ các. Đầu thì còn nguyên luôn nha, nguyên luôn, bởi vì cây này là đã qua sử dụng. Rồi, cây này đặt tháp lông phụng tại đây luôn nha. Hai ngọn hai cần này thì nó như nhau. Đặt tháp lông phụng. Cần đa thẳng, trọng lượng nhẹ, nước sơn còn đẹp ha. Khoen của cần tất cả đều là Fuji loại xứ xích. Cho các anh đánh ngon hơn. Những cái cần này nó cong, cái độ cong nó cao. Thì cái cước của mình sẽ chạm vào cái khoen thì độ cao thì nó có nha. Chắc chắn nó sẽ chạm vào cái xứ nhiều. Dùng những cái xứ xích này thì độ cứng nó cao, cao cấp mà hàng tốt. Ngọn cần 0.7 trọng lượng 160g. Cái này giá 1.250.000. Rồi, cho em mã số là 16, 1250k. Em sang 17. Gửi đến cái một cây cần câu ISO khoen lớn bạn đời thấp. Khoen bé chứ, khoen bé ha. Bạn đời cũ nè. Cái này của thương hiệu Daiwa. Daiwa. Chiều dài của cần là 6m3. Độ cứng ghi là độ cứng 2. Có xước ở đây nhẹ nhẹ ha. Mặt đằng sau không có nè. Bát của máy câu là bát vặn Fuji. Tay cầm thì được bọc cuốn chỉ, cuốn dây mây. Này bản đời thấp, cần to, phôi dày thì trọng lượng của nó cao. Đi kèm nắp chụp luôn, Fuji STC. Có dàn khoen Fuji hết luôn nha. Đấy. Cái này bên trên ngọn thì nó có 3 khoen chạy và ngọn của cây cần này là ngọn đặc. Đặc ha, ngọn đặc. Phôi của cần là phôi sẵn. Đó, cần câu qua sử dụng rồi thì nó sẽ có xước ha. Sử dụng nhiều thì nó có xước nhiều. Daiwa nội địa Nhật Bản, 6m3 cứng 2. Cái này thì trọng lượng cũng khá đầm nha. Để em cân đấy. Trọng lượng cây này là 363g ca. 363. Rồi, cho em mã 17, em bán cây này với giá là 860. 860k. Em sang 18 nhé. Em gửi đến canh cần câu 4 khúc. Fly. Cái túi này không phải túi của nó đâu, nhưng mà nó đi kèm theo như vậy về luôn. Và cái túi này về các anh có thể đựng cần tay. Cần tay lóng dài đi câu săn hàng nè. Hoặc là cần fly nè. Hoặc là cần lưu nè, lưu thì bỏ 1-2 cây thôi. Đó, nói chung cái túi này ngon lắm. Túi này nó dài nữa. Này, cái túi thương hiệu tốt luôn nè ha. Ngon lắm. Có dây sách hoài đeo luôn. Túi này đây, thương hiệu của nó đây. Em mời các xem. Đấy, Fishing Ear đây nè. Túi này dài. Để lát nữa em đo cái túi cho các xem. Đấy, bên trong có dây buộc luôn.
Rồi, quan trọng là cây cần. Em bán giá cây cần thôi các. Đây, cây cần 4 khúc phờ ly, cần câu phờ ly nha. Đây là mẫu cần câu suối đó. Các anh xem cái bát nó kìa. Ngon chưa? Rồi, đây, Shimano nè các. Shimano nhá. Đây mã code này. Thông số đây. Này cứng đắt cứng luôn, cứng 10, thăng 10 các. Thường thì các anh thấy em lên những cây phờ ly cứng thăng 3, thăng 4, thăng 5, thăng 6 thôi. Cây này cứng thăng 10. Chiều dài của nó là 15, 15 nhân 3 là 4m5 các. Cây này 4m5 ha. 4 khúc. Em ơi các anh xem dàn khoen, khoen đây. Khoen này có phải titan không? Để em xem. Nó không in luôn các. Từ từ để em tí. Cái này thì hiện tại là cái sứ của nó là sứ xích rồi nha. Là khoen Fuji rồi. Còn titan hay không thì em không có đành cho lắm. Thì các anh về các anh cứ sẽ trải nghiệm hoặc là các anh cứ duyệt cái cần này ở trên mạng là các anh sẽ tìm ra và biết giá trị của nó cao bao nhiêu nha. Rồi ok em cho các anh xem từ gốc tới ngọn. Đây. Phôi dày lắm, cây này cứng 10 mà. Và các anh xem cái phần phôi của nó nè. Quá đẹp. Khoen cũng còn sáng. Nó đã qua sử dụng rồi đó. Hiện tại không lỗi nha. Em mời các xem cái đầu bu nè. Fuji loại xíu xích, đầu bu to luôn đó. Cái này thì chắc các anh mang đi sưu tầm hoặc là lấy phôi về các anh cháo chế gì đó. Hoặc là các anh có thể mang đi câu lu suối mà săn cá to nha. Săn hàng, cái này săn hàng. Rồi, dài của nó là 4m68. Trọng lượng 296g, đường kính ngọn 2.1 ly. Cái này em bán với giá là 3.950.000. Cho em mã 19 nhé. Mã số 19 đi. 3.950.000. Rồi, em đo cái túi vải nè. Cái túi cứng nè. Túi cứng này là cái túi dài được 1m4 luôn các anh. 1m4 nha. Rồi sang mã 20 thì em vừa đến cái mã cuối cùng, một cái cần câu lục 3 khúc. Bạn hãng Mamiza OP, bạn Thái Lan ha. Thái Lan, cái này là một cây dài 4m25, độ cứng 35. Cứng ít câu lục xa bờ 80-100m. Cái này bạn Mamiza OP, hàng Thái Lan xuất nhập. Thì cây này á, nó có dàn khoen là khoen Fuji Gold luôn. Bát là bát gặp Fuji. Từ gốc tới đế thì từ cái chân bát tới gốc thì xuống dưới đế thì 30cm nha. Còn phôi của nó là rất là dày. Phôi rất là dày, về ráp vào là chơi thôi. Phôi carbon xoắn nít, vảy cá hai da, khoen Fuji Six Gold. Lóng thứ hai thì có hai khoen. Hai khoen ha. Còn lóng ngọn có đến là 2, 4, 5 khoen nữa. Là tức cây này có 7 khoen nha các. Này thì các anh có thể về mình câu săn hàng cá chấm, chấm cỏ, chấm đen nè. Rồi có thể đi câu cá mè, săn cá mè to và đi câu cá hô các ha. Ngọn cần 3.7 ly, trọng lượng 575g. Cái này em bán giá là 3.250.000. Rồi nha, mã số 20, 3.250.000. Và em xin kết thúc video tại đây. Em cảm ơn tất cả các anh đã xem hết video của em nhé. Các anh ủng hộ giúp em lượt like, lượt chia sẻ kênh ạ. Và anh nào đặt hàng vui lòng liên hệ Zalo, số điện thoại có ghi trên góc trái màn hình giúp em. Số điện thoại của em là 0356776692. Chúc các anh buổi tối vui vẻ, an lành nhé. Xin chào tạm biệt mọi người.